Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. B. Vocabulary and grammar. Nào là từ vựng, nào là ngữ pháp. And number 1. Circle the correct answer A, B, C or D to match each picture. Nghĩa là chúng ta hãy khoanh tròn nào vào các đáp án đúng là A, B, C nào hoặc là D nào, để phù hợp với một bức tranh. And number 1. Factory made cakes, nghĩa là bánh đúng không, do nhà máy sản xuất. And B, homemade cakes, nghĩa là bánh nhà làm. And C, homegrown cakes, có nghĩa là bánh do nhà trồng được. And D, family cakes, nghĩa là bánh gia đình. Nào, và đối chiếu với cái hình trên này nè, chúng ta thấy là mọi người, ba người trong gia đình là đang làm bánh thế nào, vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B. And number 2, price note, có nghĩa là ghi chú cái giá, nhưng mà giá tiền. And B, item tag, nghĩa là thẻ mục. And C, price tag, nghĩa là thẻ giá tiền. And D, price notice, nghĩa là báo giá. Và ở đây thì nhìn vào trong hình, thì chúng ta sẽ thấy là đáp án C là đáp án đúng. Nào, đây là cái thẻ thẻ về giá tiền. And number 3, farmers market, nào có nghĩa là chợ nông sản. And supermarket nghĩa là siêu thị. Convenience shop là cửa hàng tiện lợi. And D là dollar shop, là nghĩa là cửa hàng, là nơi mà ở đó là mọi thứ đều có giá là $1. Vì vậy thì nhìn vô trong hình nào thì chúng ta sẽ thấy đáp án đúng, và chúng ta sẽ là đáp án A, đây là chợ nông sản. And number 4, now advertising a holiday, nghĩa là quảng cáo một cái kỳ nghỉ. And B, advertising a Valentine's event, có nghĩa là quảng cáo cái sự kiện Valentine. And C, advertising a product, nghĩa là chúng ta quảng cáo một sản phẩm. And advertising a special discount day, nghĩa là quảng cáo một cái ngày giảm giá đặc biệt. Nào thì ở đây thì chúng ta nhìn thấy là có chữ sale, là freedom sale, là nghĩa là giảm giá. Vì vậy thì chúng ta sẽ chọn vào đáp án D. And number 5, nào online shopping, là nghĩa là mua sắm trực tuyến. Nào, and B, offline shopping, là nghĩa là mua sắm trực tiếp. C, browsing, nghĩa là duyệt. And D, check out, có nghĩa là trả phòng. Vì vậy thì chúng ta thấy là sẽ chọn đáp án B, nghĩa là mua sắm, người ta đang mua sắm trực tiếp tại một cửa hàng.